Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục trong series bí mật 12 con giáp, video này xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn nội dung sự nghiệp người tuổi Hợi với 3 nội dung chính. Một là con đường sự nghiệp và tính cách của người tuổi Hợi với công việc. Hai là sự nghiệp người tuổi Hợi qua từng năm. Và nội dung thứ ba là sự nghiệp người tuổi Hợi qua từng tháng. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn đi vào nội dung thứ nhất. Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thường làm việc rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi có những lúc qua loa đại khái. Vì vậy, lời khuyên dành cho họ là nên lựa chọn những cộng sự có tính cẩn trọng và luôn suy nghĩ thấu đáo để cộng tác trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì rất ghét sự giả dối, nên họ cũng cần chú ý để lựa chọn những người trung thực, chân thành. Nếu đang làm công việc kinh doanh, người tuổi Hợi nên mạnh dạn đầu tư sau khi đã xem xét, chọn lựa thật kỹ càng. Chỉ cần họ nới lỏng ra một chút là tiền sẽ bay ra khỏi túi họ. Tuy nhiên, nếu biết cách vượt qua được những khó khăn nhỏ trước mắt thì công việc của họ ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Sự trung thành và giỏi giao tiếp của người tuổi Hợi sẽ mang lại cho cuộc đời của họ rất nhiều điều tốt đẹp. Cho dù theo đuổi ngành nghề sự nghiệp nào thì họ cũng có được những thành tựu đáng nể. Luôn biết cách vượt qua khó khăn và tích cực đương đầu với những thử thách cám dỗ. Nếu có nguồn thu nhập dồi dào và muốn dành khoản tiền nhàn rỗi cho việc kinh doanh thì lời khuyên dành cho họ là hãy đầu tư vào bất động sản hoặc thị trường chứng khoán. Chắc chắn họ sẽ thu được những thành công rất lớn sau này. Với sự cần cù nỗ lực, tự tin và quyết tâm, người tuổi Hợi có thể giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, họ không nên vì thế mà quên đi các mối quan hệ xã hội khác. Nhìn chung, dù là ông chủ hay người làm thuê thì họ cũng đều có được thành công một cách dễ dàng. Nghề nghiệp phù hợp với người tuổi Hợi. Vì tính cách không thích cạnh tranh nên người tuổi Hợi khá phù hợp để theo đuổi nghề giáo viên hoặc ngành nghề phục vụ lợi ích công cộng khác. Nếu theo đuổi ngành nghề đó, chắc chắn họ sẽ có nhiều thành tích vượt trội. Người tuổi Hợi thường rất ham học hỏi và luôn cố gắng hết mình trên con đường học tập. Điều này sẽ giúp họ phát huy được khả năng của mình trên con đường học vấn hoặc trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, họ sẽ không thể có được nhiều thành tích tốt trong những lĩnh vực rộng mà chỉ trong một chuyên ngành nào đó của lĩnh vực ấy mà thôi. Tính cách của người tuổi Hợi cho thấy rằng họ sẽ không thể phát triển được trong những ngành nghề có sự cạnh tranh gay gắt. Điều này không phải do họ không cố gắng, nỗ lực hay kém tài hơn người khác, mà chỉ do tính cách của họ không thích ứng được với những lĩnh vực đó mà thôi. Người tuổi Hợi cũng rất thích hợp để theo đuổi ngành thú y, chăn nuôi hoặc ngành lâm nghiệp. Những ngành nghề kể trên có thể giúp họ có được cuộc sống bình lặng như mong muốn. Vì không thành thạo lắm trong lĩnh vực quản lý tiền tệ nên người tuổi Hợi không nên theo đuổi ngành nghề kinh doanh, thương mại hoặc có liên quan đến tài chính. Tính cách của người tuổi Hợi với công việc. Giờ Hợi là thời khắc của sự trầm lặng, là hình ảnh của mùa đông, khi mà vạn vật đều rất khô cằn sơ sát. Trong điều kiện ngặt nghèo như vậy, chỉ có đam mê và nghị lực sống phi thường mới giúp cho con người tồn tại và phát triển được. Những đặc trưng này cũng hình thành nên tính cách kiên cường, trầm tĩnh, ít nói và hay nhẫn nhịn của người tuổi Hợi. Họ có thể vô cùng kiên nhẫn và dũng cảm, phấn đấu không mệt mỏi. Có thể không có gì nổi bật trong đám đông nhưng họ cũng có những kiến giải riêng của mình về tất cả mọi việc. Tính tình hiền lành, dịu dàng nên họ sẽ không bao giờ làm việc gì có hại cho những người xung quanh. Người tuổi Hợi cũng sẽ không bao giờ lừa gạt hay bán đứng bạn bè của mình. Họ thẳng thắn và chân thành, không có những hành vi mang tính công kích người khác. Họ là những người có khả năng nhẫn nhịn và tha thứ rất tốt, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Nếu không, họ sẽ không bao giờ nói dối, trừ khi để bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân mình. Nếu không, họ sẽ không bao giờ công kích người khác. Tính cách này giúp họ có được nhiều bạn tốt và dễ dàng thành công hơn trong sự nghiệp. Phần 2. Sự nghiệp của người tuổi Hợi qua từng năm. Trong năm Tý, sự nghiệp người tuổi Hợi thường không mấy được thuận lợi. Phải vất vả, khó khăn và cố gắng rất nhiều thì họ mới có được chút tài lộc trong năm này. Tuy nhiên, có được chút ít nhưng vất vả còn tốt hơn nhiều việc mà không thu được điều gì sau nhiều cố gắng. Công việc kinh doanh của họ cũng không mấy phát đạt. Mọi việc tuy có tiến triển nhưng chỉ thoát khỏi nỗi lo cơm áo thì mới mong có được kết quả tốt đẹp. Cho dù khó khăn nhưng vì có sao Thái Dương chiếu mệnh nên họ cũng sẽ được ứng cứu kịp thời mỗi khi gặp khó khăn. Năm Sửu. Trong năm Sửu, người tuổi Hợi sẽ gặp được rất nhiều may mắn, công việc tiến triển thuận lợi, kinh doanh phát đạt, lợi nhuận cao. Trong năm này họ cũng có thể gặp được quý nhân là nữ. Nếu hợp tác với người này thì sự nghiệp sẽ có bước phát triển rất tốt. Vào giữa năm, sự nghiệp của họ có thể gặp phải một số trở ngại nhỏ, nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong vòng một tháng và sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đối với họ. Tuy cũng có một số việc không mong muốn xảy ra,
khiến họ phải hao tài tốn của. Nhưng nhìn chung, sự nghiệp của họ trong năm này sẽ rất phát triển, có thể gọi là đại cát đại lợi. Năm Dần. Trong năm Dần, người tuổi Hợi thường gặp phải khá nhiều chuyện không may mắn, tài lộc ít, thậm chí còn dính vào một số vụ việc kiện tụng khó đoán trước. Họ cũng khó tránh khỏi những việc gây hao tài tốn của, khiến họ rất khó nghĩ. Công việc làm ăn không ổn định, thậm chí sẽ còn gặp nhiều phiền phức hơn. Tất cả mọi việc đều không thuận lợi. Chỉ những người không có ý theo đuổi công danh lợi lộc thì mọi chuyện mới có chiều hướng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu thật sự nỗ lực thì họ cũng thu được những kết quả tương đối khả quan. Năm Mão. Trong năm Mão, người tuổi Hợi thường gặp được sao thực thần. Tuy nhiên, trong năm này, thực thần của họ phải chuyển thành tài thì mới mong có được tài lộc dồi dào. Sau khi đã quét hết những u ám và vận xui của năm trước thì trong năm này họ sẽ có được rất nhiều may mắn. Họ vừa được thăng quan tiến chức lại vừa giải tỏa được những ưu phiền. Tuy nhiên, cần đề phòng những kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại thì mới mong được đại cát đại lợi. Lời khuyên dành cho họ là nên tích cực hành thiện, lễ Phật, kết bạn giao du với nhiều người hơn nữa, bởi những công việc trên chỉ có lợi mà không có hại. Năm Thìn. Trong năm Thìn, người tuổi Hợi thường gặp rất nhiều điều may mắn cũng như những việc vui mừng. Tuy nhiên, vì có sao Nguyệt Đức chiếu mệnh nên họ cũng sẽ mắc một vài chứng bệnh nhỏ gây hao tài tốn của, nhưng hoàn toàn không đáng kể. Trong năm này, họ khá ham hư vinh, thích sự hào hoa khẳng khái, chỉ e rằng có danh mà không có tài, rồi lại để mất đi những chỗ dựa cần thiết của mình. Năm Tỵ. Trong năm Tỵ, người tuổi Hợi gặp khá nhiều trắc trở trong công việc. Sự nghiệp của họ cũng có chiều hướng thay đổi và sẽ phát triển như mãnh hổ. Họ sẽ thu được khá nhiều tài lộc từ các hoạt động như hợp tác làm ăn, rút thăm trúng thưởng, chơi xổ số. Tuy nhiên, cũng cần đề phòng kẻo phải trả giá đắt về sau này. Năm Ngọ. Trong năm Ngọ, công việc của người tuổi Hợi thường gặp nhiều thuận lợi, tài lộc dồi dào. Tuy cũng có một số khó khăn, nhưng vì được hai ngôi sao tốt là Long Đức và Tử Vi giúp sức nên tất cả đều tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, cũng cần đề phòng những chuyện thị phi khẩu thiệt sẽ làm những công sức cố gắng trong cả năm trời bị đổ sông đổ biển mà không thu lại được điều gì. Năm Mùi. Trong năm Mùi, công việc của người tuổi Hợi thường gặp khá nhiều trắc trở và tranh chấp, dẫn đến áp lực lớn, thậm chí sẽ khiến cho mọi việc ngừng trệ, không thể tiến lên được. Lời khuyên dành cho họ là ngoài việc duy trì sự tự tin và cố gắng không ngừng nghỉ, họ còn cần phải nhanh chóng tìm ra kẻ tiểu nhân đang chơi xấu mình từ phía sau lưng. Các tháng mà công việc của họ gặp rất nhiều trở ngại là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 10 âm lịch, cần đề phòng cảnh giác. Ngược lại, trong tháng 1, tháng 5, tháng 8, tháng 11 và tháng 12 âm lịch thì công việc của họ lại có những bước phát triển rất thuận lợi, cần nắm chắc thời cơ để vươn lên đúng lúc. Năm Thân. Trong năm Thân, sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều trắc trở, áp lực công việc nhiều nặng nề. Vì vậy, họ không nên triển khai các dự án mới hay đầu tư quá nhiều để tránh bị tổn thất nặng nề hơn. Họ cũng cần tránh xung đột với cấp trên, bởi nếu không sẽ hối hận không kịp. Các tháng mà công việc của họ gặp phải nhiều cản trở là tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Trong các tháng này, ngoài việc phải đề phòng cảnh giác, họ còn cần cố gắng duy trì thật tốt các mối quan hệ xã hội của mình. Công việc của họ sẽ có bước phát triển thuận lợi trong tháng 2, tháng 5 và tháng 11 âm lịch, cần nắm chắc thời cơ để vươn lên. Năm Dậu. Trong năm Dậu, công việc người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều thuận lợi và tiến triển tốt. Họ cũng được quý nhân phù trợ nên có thể nói là hổ mọc thêm cánh. Tuy nhiên, vì cũng có sao giữ là quán sách chiếu mệnh nên cần cẩn trọng trong mọi việc, không được nôn nóng vội vàng, kẻo sẽ sôi hỏng bỏng không. Các tháng mà công việc của họ có bước phát triển thuận lợi là tháng 1, tháng 6, tháng 9 và tháng 11 âm lịch, cần cố gắng nắm bắt thời cơ để tiến lên trong sự nghiệp. Các tháng mà công việc của họ gặp nhiều trở ngại là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 10 âm lịch, cần đề cao cảnh giác và xử lý cẩn thận tất cả những chuyện có liên quan đến nghiệp vụ. Năm Tuất. Trong năm Tuất, người tuổi Hợi chỉ thích hợp để trở thành người làm công mà không thích hợp để trở thành những ông chủ lớn. Những ông chủ tuổi Hợi trong năm Tuất thường bị kích thích về nhiều mặt, dẫn đến để lộ những khuyết điểm đã cố tình che giấu. Ngược lại, nếu họ chỉ là những người làm công đơn thuần thì mọi chuyện lại đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu họ yêu cầu được tăng lương lên một mức cao hơn, mức cũ nhiều lần thì lại khó mà thành công. Nhìn chung, trong năm này tài lộc của người tuổi Hợi chỉ ở mức bình thường và không có gì đáng nói. Trong năm này họ cũng chỉ có thể cầu tài cầu lộc ở mức bình ổn và đầy đủ, chứ khó mà cầu được sự phát triển vượt bậc. Tài lộc của họ về cuối năm sẽ có khá nhiều biến động lớn. Năm Hợi.
Trong năm Hợi, năm tuổi của người tuổi Hợi nên không thuận lợi cho việc kết bạn, hợp tác làm ăn của họ. Sự nghiệp của họ trong năm này cũng có sự lên xuống thất thường, không ổn định và đôi khi còn trở nên nguy hại khó lường. Tất cả mọi chuyện mà họ mong muốn đều khó trở thành sự thật. Chỉ mong được đầy đủ, không phải lo lắng nhiều chuyện cơm áo và lúc nào cũng được thanh thản là đã rất tốt rồi. Phần 3 là sự nghiệp người tuổi Hợi qua từng tháng. Tháng 1. Trong tháng 1, sự nghiệp người tuổi Hợi thường gặp nhiều trở ngại nên họ cần cố gắng giữ bình tĩnh và không được hành động tùy tiện bừa bãi. Trong công việc cũng sẽ có nhiều khó khăn khiến họ khó mà phát huy được sở trường của mình. Đường tài lộc của họ trong tháng này thường chỉ ở mức trung bình, nhưng trong tình cảm thì lại có những biến động. Cần chú ý đối xử chân thành với những người xung quanh, cẩn thận với mọi mối quan hệ. Tháng 2. Trong tháng 2, sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ có nhiều nét khởi sắc. Hơn nữa, họ lại được sao tốt chiếu mệnh nên cần cố gắng nắm bắt thời cơ. Việc họ cần làm nhất trong giai đoạn này là tìm cách trao đổi với những người xung quanh để tạo ra môi trường phát triển tốt cho mình. Ngoài ra cũng cần chú ý hơn trong công việc để mọi chuyện diễn tiến suôn sẻ và êm đềm. Tháng 3. Trong tháng 3, sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ có khởi sắc lớn, công việc tiến triển thuận lợi. Tuy đôi lúc hơi bận rộn nhưng những công sức mà họ bỏ ra đều thu lại kết quả tốt đẹp. Việc mà họ cần chú ý đến nhiều nhất trong tháng này chính là luôn bình tĩnh, tìm cách để cải thiện các mối quan hệ xã hội, nhìn nhận một cách khách quan để tránh những sai lầm lớn. Tháng 4. Trong tháng 4, sự nghiệp người tuổi Hợi lại có chiều hướng đi xuống vì có nhiều sao xấu trong cùng mệnh, lại không có sao tốt hóa giải nên họ cần có sự chuẩn bị sớm để không bị lúng túng khi giải quyết những vấn đề khó khăn. Một điều nữa họ cũng cần chú ý trong thời gian này là tránh xa những người bạn xấu để không bị ảnh hưởng từ họ. Tháng 5. Trong tháng 5, sự nghiệp của người tuổi Hợi thậm chí còn tồi tệ hơn. Hơn nữa, họ cũng vướng vào rất nhiều tranh chấp liên quan đến vấn đề nhân sự nên thường khá phiền muộn. Lời khuyên dành cho họ là nên thay đổi tư duy, không nên ôm mãi những tư tưởng cũ và cần có kế hoạch chi tiết mỗi khi gặp trở ngại trong công việc. Ngoài ra cũng không nên ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào người khác để tránh bị lừa gạt hoặc bị bán đứng bởi những kẻ xấu bụng. Tháng 6. Trong tháng 6, sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ có bước phát triển tốt đẹp với nhiều cơ hội mới, công việc vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, họ cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, cẩn trọng, không nên tự đề cao mình quá, bởi nếu không sẽ hối hận không kịp. Ngoài ra, họ cũng cần đề phòng những người thân xung quanh mình, bởi nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Tháng 7. Trong tháng 7, sự nghiệp người tuổi Hợi thường lên xuống thất thường và không ổn định. Vì có rất nhiều sao xấu tập trung trong cung mệnh, nên vào đầu tháng, họ sẽ gặp phải khá nhiều trở ngại. Tuy nhiên, đến giữa tháng thì mọi chuyện được giải quyết về cơ bản. Việc họ cần làm tốt nhất trong tháng này là không được manh động, tuyệt đối không đùa với lửa để tránh tổn thất cho cả mình và những người xung quanh. Tháng 8. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 8 sẽ có bước phát triển vượt trội. Không những họ sẽ giải quyết được hết những khó khăn tồn đọng mà họ còn có cơ hội để tăng lương, thăng chức. Tuy nhiên, họ cũng cần hết sức kiên trì, nhẫn nại, cố gắng hết sức trong từng việc để đi tới thành công. Tháng 9. Trong tháng 9, sự nghiệp người tuổi Hợi lại có sự xoay chuyển đột ngột theo chiều hướng xấu. Họ cũng dễ bị vướng vào những chuyện thị phi và khó mà có được thành công. Điều họ cần chú ý trong tháng này là phải luôn bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, tuyệt đối không nên đấu đá gay gắt với mọi người. Ngoài ra, họ cũng cần chú ý hơn đến công việc sản xuất, tránh xa những vụ làm ăn phi pháp nếu không muốn vướng vào vòng lao tù. Tháng 10. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 10 vẫn tiếp tục có chiều hướng đi xuống với rất nhiều khó khăn chồng chất trong công việc. Tuy nhiên, họ cũng không cần phải quá nôn nóng để tránh dục tốc bất đạt. Việc họ cần phải làm trong tháng này là tự mình thay đổi theo hoàn cảnh, không được đánh mất lòng tin chỉ vì những thất bại nhất thời. Về cuối tháng, tài lộc của họ lại khá phát triển, tuy nhiên cũng cần phải biết đủ để dừng lại đúng lúc và kịp thời. Tháng 11. Trong tháng 11, sự nghiệp người tuổi Hợi sẽ có đôi nét khởi sắc với rất nhiều khó khăn chồng chất từ trước đây được giải quyết kịp thời và nhanh chóng. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải cố gắng thật nhiều thì mới mong được thành công. Đường tài lộc vẫn chưa thật sự tốt lắm. Vì vậy, họ cần tranh thủ tích lũy tiền bạc ngay từ thời điểm hiện tại. Tháng 12. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong tháng 12 không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, họ vẫn phải thật sự cố gắng với hy vọng sau này sẽ thành công hơn. Trong tháng này, họ cũng cần cố gắng nhẫn nhịn, gánh vác nhiều trách nhiệm nặng nề và cũng không nên tính toán quá chi li trong mọi việc để tránh bỏ phí tất cả công lao từ trước tới nay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ
sự nghiệp của người tuổi Hợi. Hy vọng bài chia sẻ cùng quý vị thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng, đồng thời cũng giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin để tham khảo và áp dụng trong cuộc sống. Quý vị hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ video để ủng hộ miễn phí, đồng thời đừng quên nhấn nút chuông để tiếp tục nhận được các chia sẻ về tài lộc, tình duyên và các bí mật khác trong cuộc đời của người tuổi Hợi cũng như các con giáp khác. Một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.